Alo, cầu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một con cá chơi, cá chép, cá chấm, cá rô phi, mề dinh, cá cha, đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test bay mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu, có bao nhiêu thành phần mình sẽ dẫn cho anh em làm, anh em lên được cá đó là niềm vui của mình rồi. Rồi bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một câu cá nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị mình một cái thau nhỏ như thế này nha bạn. Đây là cám chim, còn gọi là cám trứng VVA nha các bạn. Các bạn chuẩn bị mình hai lạng cám trứng VVA nha. Sau đó các bạn đổ ra ngoài cái thau này cho mình luôn. Hai lạng nha các bạn. Còn đúng được hai lạng. Đấy. Xong rồi các bạn dùng nước đun sôi nè. Các bạn chế vô trong đây cho mình. Nước đun sôi nha các bạn. Bạn chế vô cho con chim ta nó nở ra. Các bạn trộn đều lên. Tại vì cánh chim này chúng ta rất lâu tan, các bạn cứ chế nước sôi vào cho con chim chim ta nó nhanh nở ra nha các bạn. Thì các bạn cũng biết là cá trôi, cá chép, rô phi, mề dinh thì nó rất thích ăn cám cám mà chúng ta mình chần nước sôi lên, nhất là cá chép đó. Vì vậy mình sẽ dùng cám chim này mình chần nước sôi lên, một là để tạo độ dẻo, hai là tạo cho ta con cá thích ăn cái cá mà chần nước nước sôi đây các bạn, lên mùi nó đặc biệt lắm, mấy con cá rất là thích. Và mồi này để chúng ta câu đơn đài và lăn xê nha các bạn. Cái này là mình làm ít để mình câu đơn và mình câu lăn xê bằng chùm nho nên mình sẽ làm ít nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã trộn cho nó khi nó đã nở ra như thử được như thế này rồi thì các bạn tiến hành cho mồi câu D1 nha các bạn. Đấy, mồi câu D1, một ít mồi câu D1 vô, ít thôi nha các bạn, vừa phải thôi, cái này tạo ra độ thơm và độ hương dâu đó. Xong rồi các bạn trộn đều lên cho mình. Nó bay mùi thơm lên rồi các bạn à. Mùi thơm lắm. Rồi xong rồi. Đây các bạn chuẩn bị cho mình đây. Ở trong cái hũ này là có đậu phộng rang với lại đậu xanh với lại mè đó. Chỉ có vậy thôi, ba loại thôi. Đậu xanh, đậu phộng, mè, mè là vừng. Còn độ đậu xanh là đỗ xanh. Và đậu phộng là lạc đó. Những bạn ở ngoài Bắc á ấy không có biết được thì nên mình sẽ nói cho bạn được rõ ràng hơn đó. Lạc là đậu phộng, vừng vừng là mè đó, còn đậu xanh là đỗ xanh đó. Bây giờ các bạn đổ mồi ba thứ này nè vô trong đây cho mình ít để tạo độ thơm khét nha các bạn, ít thôi đó, đừng nhiều quá, nhiều quá nó khét quá cá nó không ăn ăn được đó. Xong rồi các bạn trộn thật là đều lên. Mình trước khi mình làm bài mồi này mình xin đảm bảo với các bạn là 100% các bạn làm bài mồi này của mình là lên cá không móng. Các bạn nào không tin làm thử đó, mình dám chắc các bạn là không móng. À bạn đi câu là bài nào mồi nào mình không biết chứ các bạn đi câu bài mồi này của mình thì không bao giờ móm
Đó, đảm bảo với các bạn luôn. Rồi xong rồi. Cái nguyên liệu mà cuối cùng để tạo nên sự thành công và sự hấp dẫn, dụ cái đến năng lẹ hơn, nhanh hơn và đạt hiệu quả cao nhất của chúng ta, đó chính là xì tin dâu. Đó, đây là bài mồi câu cá trôi chép chấm Rufy và mẹ Dinh. Đó, bài mồi mới của mình bằng xì tin dâu. Đó, xì tin dâu này á, nó có cái ga và hương dâu và có vị ngọt. Thì các bạn cũng biết là những con cá trôi, cá chép á, và cá chấm á, rất thích ăn cái vị ngọt đó, về hương dâu. Và khi các bạn quăng mồi xuống á, nó sẽ sổi bọt lên và cá chúng ta nó sẽ thấy được cái sổi bọt, sẽ tìm đến ăn mồi chúng ta. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có ngay được một em cá vào trong giỏ, rất là lý tưởng và rất là nhạy. Và chống móm không bao giờ phỉ móm. Các bạn trộn đều lên ủ hai giờ sau, rồi các bạn đem đi câu. Ok, trôi chép chấm Rufy và mẹ Dinh nha các bạn. Bây giờ các bạn tiến hành chế cái nước xịt tinh dâu này vào trong cái hũ mồi này của mình. Đó, các bạn chế vào. Chế bằng chế càng nhiều thì càng tốt. Đó, cứ chế vào. Mình sẽ chế trước một ít. Đó, xong rồi mình sẽ bóp đều lên. Nếu mà nó khô quá thì mình sẽ cho thêm. Và nếu đã vừa đủ rồi thì ok, ủ 2 tiếng sau. Rồi các bạn đem đi chiến, đi câu là được rồi. Bao lên cá cho các bạn luôn. Các bạn mình nắm chắc các bạn coi mồi này của mình không bao giờ sợ bị móm đâu. Đó, tại vì những phần này mình đã hướng dẫn cho các bạn rõ ràng từng cái tiết một rồi, và không hề giấu giếm bất cứ một cái thành phần nào ở trong bài mồi này hết. Đó, toàn bộ chỉ có được như vậy thôi. Các bạn nên nhớ nha, cái thành phần mồi khô kia thì mình không có nhiều thời gian để mình làm, nên mình đã làm trước và mình đã xay nhuyễn ra để dành mình câu dần dần nha các bạn. Đó, phần mồi khô này có đậu phộng, đậu xanh với lại mè thôi, ba cái đó thôi. Mình xay nhuyễn ra các bạn để vài tháng vài năm, ok, chẳng có một cái vấn đề gì hết. Đó, nếu mình có đi câu được, mình sẽ test cái bài mồi này thực sự rõ ràng cho các bạn xem, để tránh các bạn nói bài mồi này của mình làm mà không có cái video test mồi thì mình sẽ không có vui. Đó, thì không để làm mà cho các bạn phiền lòng, thì ngày mai mình sẽ đi test bài mồi này và ngày hôm nay mình đăng lên để mình chia sẻ cho các bạn xem, các bạn xem tham khảo trước. Và nếu các bạn có thể ai làm và ngày mai hãy cùng đi câu cá với mình, thì anh em cùng nhau lên cá nhé, không bao giờ sợ bị móm. Đó, các bạn thấy không, cứ trộn lên như vậy nè, dùng muỗng lên như vậy nè, không cần phải bóp tay đâu. Đó, đấy, thấy không, mồi chúng ta nó lên một cái màu đỏ. Có một cái nè, thấy ở đây đâu các bạn nè, mình quay gần cho các bạn xem nè. Đó nè, rất là đẹp nha các bạn nè. Đó, các bạn cứ bóp thật là đều lên, trộn thật là đều lên, xong rồi các bạn bỏ vô trong một cái bịch bóng hoặc là một cái hũ gì đó, các bạn buộc kín mồi chúng ta lại. Đó, như vậy là xong thôi, rất là đơn giản thôi. Mình nghĩ cái bài mồi này của mình không có tốn bao nhiêu tiền đâu. Đó, những người mà đam mê thì giống như mình thì các bạn cũng biết rồi, thì không bao giờ sợ tốn tiền, là chỉ sợ là làm mồi ra câu không lên được cá, buồn thôi. Thì các bạn cũng biết là thất bại là mẹ của thành công. Không, bài mồi không lên cá, mình sẽ sáng tạo và mới mẻ ra những bài mồi khác để câu lên được cá. Đó, không phải là các bạn làm một hai bài mồi của mình xong rồi các bạn câu không lên được cá, các bạn lại chán nản là không muốn làm nữa hoặc không muốn xem nữa, thì cái đó không được nha các bạn. Chúng ta là một người làm ở Việt Nam, chúng ta thất bại cái này, chúng ta phải đứng dậy và làm lên cái khác để cho được thành công. Đó, mới thực sự là người Việt Nam của mình. Thì người Việt Nam các bạn biết rồi đó, phải biết giúp đỡ lẫn nhau, không hại lẫn nhau. Mình là Việt Nam mà, đâu phải là Trung Quốc đâu. Đó các bạn à. Thì hôm nay không có nhiều hơn, thì mình chia sẻ cái bài mồi bí quyết của mình. Bài mồi đã test lên cá thành công vài trăm lần rồi,
là lên được cá trôi, cá chép, chấm rupi và mè dinh rất là nhiều. Thì cá tùy theo hồ và tùy theo chỗ, không có phải là chỗ nào cá nó cũng to giống như cái chỗ nào hết đó. Thì các bạn chỗ bạn to thì các bạn coi mồi mình lên được cá to, còn cái chỗ của mình nó nhỏ, nó cá nó nhỏ thì lên được cá nhỏ, nó như vậy thôi các bạn à. Thì bây giờ thì mồi mình đã trộn hướng dẫn rất rõ ràng chi tiết cho các bạn xem rồi. Thì các bạn xem video thì hay hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký để giúp kênh của mình càng ngày càng phát triển hơn nha các bạn. Và trước khi kết thúc video, và chúc các bạn có một ngày thứ hai thật nhiều sức khỏe và may mắn, xem kênh của mình càng ngày càng vui vẻ lên và câu được thật nhiều cá từ chính bài mồi mình đã chia sẻ ra. Và không biết nói gì hơn mà xin chúc cho tất cả các anh chị em và các bạn câu được thật nhiều cá khủng từ chính bài mồi này của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.